cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú. Và ngày hôm nay tôi mới đến hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái dòng dưa lưới bút chì. Và cái bút chì thì nó rất là xuyên hoa nha cô chú. Và bút chì bên con là cây hàng lá và cái dòng này thì nó rất là dễ xuyên hoa. Cô chú có thể mình về mình ghép thành trụ như vậy nè, để khi nở hoa nó sẽ rất là đều, hoặc là mình sẽ sang chậu mới cho nó. Nó mình trồng chậu như vậy nè. Đây là dưa lưới bút chì. Rất là nhiều mặt hoa khác nhau nha cô chú. Và bút chì này con đã bán rất là nhiều lần rồi, và nếu mà cái bút chì này á, cái mặt hoa của nó thì mình đếm không hết đâu, tại vì nó tầm ít nhất là tầm khoảng từ ba mấy mặt hoa khác nhau lần. Anh con sẽ lựa các cô chú mình cây đẹp, cây khỏe để mình về mình trồng. Hàng này là hàng nói chung là cây rất là đẹp nha cô chú, rất là khỏe luôn. Đồng giá 35.000 một chậu. Ta mình về mình sẽ ghép vô một cái bảng nhỏ, một bảng gỗ nhỏ đó cô chú, khi nó hoa sẽ rất là đẹp. Đây là dưa bút chì nha cô chú, hoa rất là đẹp luôn nè. Và đây là cái hình cây dưa bút chì nha cô chú. Và cây bên con đã xuống rễ thuần chậu hết rồi, mình về cho việc là mình tách ra mình ghép lại thôi. À, bút chì nè. Cây rất là sung nha cô chú, và con sẽ lựa các cô chú mình cái cây nào nó khác cái màu nhau chút. Để mình về mình sẽ không có nhầm lẫn mặt hoa, tại vì mỗi cái mặt hoa đều sẽ có một cái lá khác nhau, nên các cô chú mình cứ yên tâm nha cô chú, không có giờ trùng hoa đâu. Đây là dòng bút chì nè, cây rất là mướt nè, bút chì nha cô chú, đồng giá là 35.000 một chậu, và cô chú mình mua 10 cây sẽ được tặng một. Và kích thước hiện tại của dòng bút chì này cũng đo được là tầm khoảng thân dài nhất là khoảng có 10-15, và một số cái chậu ngắn á, nhiều thân thì đang tầm ở mức là khoảng có 5-6 cm, nhưng mà nhiều thân. Cây nhỏ như vậy nhưng mà đã có hoa luôn nè cô chú. Đây là dòng dưa lưới bút chì và đồng giá là 35.000 một chậu cho các cô chú mình về sưu tầm. Cây này thì nói chung là đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Xuống rễ thuần chậu hết rồi. Đồng giá 35.000 một chậu dưa lưới bút chì. Và cô chú mình mua 10 cây sẽ được tặng một, con sẽ lựa cây nào đẹp nhất, khỏe nhất con gửi cho các cô chú mình về sưu tầm. Số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đây là dòng dưa lưới bút chì nha cô chú. Mặt hoa rất là đẹp. Ba mươi lăm nghìn một chậu nha cô chú, và con sẽ ship đơn hàng từ 5 cây trở lên. Dưa lưới bút chì đồng giá là 350.000, 10 chậu được tặng một. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Đây là dưa lưới bút chì.